VR, tác giả Kim Nhật. Quan điểm người viết. Trước tiên, người viết xin ghi nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành các bạn từ bốn phương ở quốc nội cũng như quốc ngoại đã điện thoại hoặc thư về góp ý kiến phê bình và ngỏ ý xúc ruột trong chờ VR tập 2, tập 3. Khi tập 1 được in phát hành từ năm 1967, nhất là đối với các bạn chỉ được nghe đồn nhưng không tìm mua được tập 1 bất kỳ ở hiệu sách nào, đã gửi thư kèm cước phí đến tác giả hoặc nhà xuất bản, bởi sách được bán hết trong thời gian rất ngắn sau khi phát hành với số lượng rất khiêm nhường, 10.000 cuốn. Kế đến, người viết xin được tạ lỗi cùng các bạn, cầu xin một sự thông cảm tha thứ về những lỗi lầm trong VR1. Do sóng xuất bản, những lỗi lầm đó gồm in ấn cẩu thả, giấy đầy những lỗi chánh tả vân vân, đặc biệt là có một số chi tiết tài liệu viết sai đáng trách cần phải sửa lại cho đúng. VR được đến tay các bạn hôm nay là VR toàn tập, vừa xuất bản tập 2 và tập 3, nghĩa là 1, 2 và 3 được in chung. Những chi tiết sai trái trong tài liệu cũng như những lỗi lầm khác được người viết cố gắng chữa lại một cách cẩn trọng. VR là một tác phẩm tài liệu chiến tranh đã được đăng trên Nhật Báo Sống trong năm 1967 trước khi gom lại in thành sách. Do đó về phần kỹ thuật có thể có nhiều điều làm các bạn không được hài lòng, mong các bạn không nỡ trách. Thiên tài liệu này được viết từ năm 1967, nên những điều ghi chép ở đây, nếu được phép gọi đó là dữ kiện lịch sử, xin các bạn hiểu cho rằng giá trị của nó được giới hạn từ 1967 trở về trước, những gì xảy ra ở giai đoạn đó, không giống như những điều ta được thấy được biết hôm nay. Người viết xin được lặp lại phần quan điểm đã viết trong lần xuất bản năm 1967 vài đoạn. Trong bất cứ cuộc chiến nào, kẻ chủ động là kẻ biết đánh giá thật đúng thực chất của đối phương, kẻ chiến thắng là kẻ biết ta biết địch, từ chỗ mạnh đến chỗ yếu, từ chỗ tốt đến chỗ xấu. Có như thế ta mới hóa giải được cái mạnh của địch và biết đem cái yếu của địch làm cái mạnh của ta, cũng như biến cái xấu của địch thành cái tốt của ta. Điều đáng quan tâm là biết lợi dụng khai thác cái tốt của địch làm cho cái xấu của ta biến trở thành tốt hơn địch. Viết thiên tài liệu này, chúng tôi cố gắng đạt đến mức chính xác tối đa và cố gắng thật vô tư trong cách trình bày sự kiện. Lớn tiếng hò hét đặt điều thêm bớt, gán cho kẻ địch những điều do mình tưởng tượng. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó không nên làm, vì tự nó làm giảm giá trị của ta và nhất là có thể gây nên phản tuyên truyền mà hậu quả cái hại không sao lường được. Dựa vào quan điểm trên đây, chúng tôi xin được giới thiệu đến các bạn thiên tài liệu này để hiểu phần nào về cuộc sống, về tổ chức và những gì đã xảy ra trong những ngày đầu của cái gọi là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ở vùng đất gọi là R, vùng căn cứ của trung tâm chỉ huy điều khiển chiến tranh của Cộng sản Hà Nội tại miền Nam, mong được góp phần nhỏ công sức trong công cuộc bảo vệ chung cho mảnh đất tự do đầy khói lửa này. Kim Nhật. Phần 1. Những ngày đầu của Nguyễn Hữu Thọ. Sứ giả Trung ương Cục. Sau Hiệp định Đình Chiến 1954, Trung ương Cục miền Nam đề ra ba công tác lớn và chỉ thị cho các cấp phải thi hành gấp rút, hoàn thành trước cuối tháng 10 năm 1954. Ba công tác đó là 1. Tổ chức học tập sâu rộng từ trong đảng ra đến ngoài quần chúng, từ các cơ quan bộ đội đến nhân dân về Hiệp định Đình Chiến. 2. Tiếp thu các vùng tập kết. 3. Phát triển công tác cơ sở. Công tác thứ ba là công tác tối quan trọng, công tác chiến lược quyết định của giai đoạn tiền tổng tuyển cử 54-56. Thế cho nên, không ai lấy làm lạ khi thấy thành phần được tập kết ra Bắc hầu hết là giới quân sự, cán bộ dân chánh đảng, chỉ một số ít không đáng kể.
Còn lại, trước khi trở về địa phương hay chuyển vùng hoạt động, đều phải trải qua một lớp huấn luyện tập trung hay tại chức ngắn hạn từ 3 đến 15 ngày về tình hình chính trị, công tác dân vận cơ sở, phương châm hoạt động, vân vân. Vào khoảng cuối tháng 10 năm 1954, trên lộ Đông Dương từ Rạch Giá về Sài Gòn, người ta thấy có một chiếc xe Citroen 2 cốp vuông sơn đen chạy bon bon góp mặt với những xe cộ khác chạy trên đường. Trên xe có ba người, một tài xế già ngồi ở tay lái và một đôi vợ chồng ngồi ở băng sau. Người chồng mặc bộ vest màu xám, gương mặt xương xương, da trắng, trán hơi cao. Phong thái cốt cách đúng là một nhà trí thức trẻ ngoài 30 tuổi. Người vợ tóc cắt ngắn, uốn quăng, hơi mập, mắt to, miệng hơi hô, mặc chiếc áo dài rộng, bên ngoài phủ chiếc áo đình chiến, bụng nổi to lên, tố cáo cái thai sắp đến ngày sanh nở. Đôi vợ chồng ấy là Trần Bửu Kiếm và Phạm Thị Yến. Trần Bửu Kiếm là Tổng Thư ký Ủy ban Kháng chiến hành chánh Nam Bộ, và Phạm Thị Yến là dược sĩ chủ pharmacy Phạm Thị Yến ở đường Tổng Đốc Phương, hiện bị tù ở Côn Đảo vì hoạt động trí vận, một tổ chức cơ sở của Việt Cộng trong giới trí thức do Tòa án quân sự đặc biệt ở Sài Gòn xử năm 1960, 18 năm khổ sai. Về Sài Gòn, Trần Bửu Kiếm không ở chung với vợ tại nhà đường Cây Mai mà tạm ngụ tại một khách sạn ở đường Đồng Khánh. Bây giờ Kiếm đã nhận được công tác khác do Trung ương Cục giao cho nên cái tư cách Tổng Thư ký Ủy ban Kháng chiến hành chánh Nam Bộ không còn dùng đến nữa, mà chỉ lấy danh nghĩa Kỳ ủy Đảng Dân Chủ Nam Bộ. Điều này không ai lạ gì, Kiếm từ trước đã là ủy viên Kỳ ủy Nam Bộ của Đảng Dân Chủ do Trung ương Cục miền Nam Đảng Lao động Việt phái sang để kiểm tra và lãnh đạo ngầm. Ngoài việc liên lạc với thành ủy Sài Gòn và những tổ chức khác, việc đầu tiên của Kiếm là đi thăm lại những nhà trí thức có tên trong phong trào hòa bình năm 1954. Dĩ nhiên trong số đó có luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Sở dĩ các nhân vật trong phong trào hòa bình năm 1954 được Kiếm chiếu cố đến trước tiên, đặc biệt như vậy là vì phong trào hòa bình là một tổ chức tư, một tổ chức quần chúng yêu nước có cảm tình với kháng chiến, tạo nên để làm áp lực đối với Pháp. Chính vì không phải là một tổ chức của đảng, nhưng nếu nắm được thì sẽ lợi cho đảng biết ngần nào, nên những nhân vật trong phong trào hòa bình được Kiếm quan tâm là vậy. Thời gian 2 năm trôi qua, việc tổng tuyển cử thống nhất cả hai miền Nam Bắc không thành. Các cơ sở đảng để lại miền Nam hoạt động gần như tan vỡ hết, lớp bị chính quyền bắt giữ, lớp bị theo dõi phải trốn tránh những nơi khác, lớp mất liên lạc bơ vơ, lớp chán nản không hoạt động nữa, lo làm ăn. Mặt khác, số cán bộ nhân viên chiến sĩ tập kết ra miền Bắc, đặc biệt nhất là cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 330 và sư đoàn 338, thất vọng bất mãn đến cực độ vì lời hứa 1956 sẽ tổng tuyển cử, sẽ thống nhất đất nước thuộc về ta, các đồng chí sẽ trở về Nam sum họp với gia đình, do đảng và chính phủ hứa không thành. Cái Tết đầu năm 1957, đầu năm 1958, người ta thấy hầu hết cán bộ chiến sĩ của hai sư đoàn này ôm nhau khóc suốt đêm giao thừa, la hét đập bàn. Và người nào cũng nốc ẩn ực hết chai ba sĩ đế này đến ly ba sĩ đế khác để cho say, cho nguôi niềm thương nhớ và uất ức. Tiếng khóc cứ tỉ tê suốt mấy ngày Tết. Tiếng khóc cứ tỉ tê suốt mấy ngày Tết như đưa ma. Đảng và chính phủ lúng túng, bối rối ra mặt. Hết nhân vật này đến trấn an tới nhân vật khác đến an ủi, ủy lạo rồi sau đó phân tán mỏng chia đi nhiều nơi, không tập trung như trước để tránh trước tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra. Sư đoàn trưởng 338 là Tô Ký và sư đoàn trưởng 330 là Đồng Văn Cống được gọi về Trung ương nhận chỉ thị đối phó. Trước tình thế này, Bộ Chính trị do Hồ Chí Minh làm chủ tọa mở phiên họp bất thường và quyết định cứu cấp cho phong trào hoạt động ở miền Nam, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lần thứ hai chống Mỹ Diệm, kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh võ trang theo đường lối cách mạng vô sản chuyên chính. Thế là chiến tranh lại sắp sửa nổ bùng, biến miền Nam trở thành hỏa ngục.
Trở lại vấn đề phong trào hòa bình năm 1954, một số bị chính quyền Sài Gòn thời bấy giờ bắt giam giữ, một số còn tự do ở bên ngoài. Cho đến cuối năm 1956, thì tất cả những người bị giam giữ có thể coi như được trả tự do hết. Và một số ít nhân vật trong phong trào này đã được Trần Bửu Kiếm tuyên truyền, lôi kéo đưa ra miền Bắc. Số lớn còn lại trong đó có luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Lúc ở tù, luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị giam giữ chung một buồng cùng với giáo sư Nguyễn Văn Dưỡng và thạc sĩ Phạm Huy Thông. Sau khi được thả ra, Nguyễn Hữu Thọ về sinh sống ở Nha Trang. Tại đây, Trần Bửu Kiếm đã đến thăm Nguyễn Hữu Thọ nhiều lần. Năm 1958, coi như năm cực thịnh của triều đình Ngô Đình Diệm và cũng là năm xem như toàn bộ hệ thống cơ sở cố Việt Cộng gài lại hoạt động ở miền Nam tan nát không còn gì. Giữa lúc đó, Hà Nội quyết định gửi cán bộ vào Nam, mở đầu cho phong trào hồi kết, xây dựng lại lực lượng, lập lại cơ sở để mở phong trào đồng khởi toàn bộ vào năm 1959. Dù muốn dù không, dù coi thường Hiệp định Geneva đến đâu, hai bên Sài Gòn và Hà Nội vẫn còn bị Hiệp định Geneva ràng buộc, còn sợ bị dư luận và ảnh hưởng thế giới kiềm chế, nên đối với Hà Nội, muốn mở lại cuộc chiến tranh vũ trang đánh miền Nam không thể và không dám làm một cách công khai được, muốn che mắt thiên hạ, muốn cho thiên hạ lầm lẫn và không thể đổ trách nhiệm về mình. Hà Nội cử đại tướng Nguyễn Chí Thanh bí mật vào Nam quan sát tình hình, thi hành quyết nghị mật của Bộ Chính trị. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trong Ban Bí thư, phụ trách về vấn đề nông dân và thanh niên. Về phía quân đội thì Nguyễn Chí Thanh là Bí thư Tổng quân ủy Trung ương, hay nói cách khác là Chính ủy toàn quân. Nguyễn Chí Thanh từ Hà Nội cải trang vào Nam Vang và cho người về liên lạc với Thường vụ Trung ương Cục miền Nam đóng giữa rừng sâu, chiến khu D thuộc tỉnh Phước Thành. Nguyễn Chí Thanh sau khi nghe báo cáo tình hình, trao quyết nghị của Trung ương chỉ thị cho Trung ương Cục miền Nam phải gấp rút chuẩn bị cho công bố một tổ chức. Tên được chọn sẵn là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Có như thế danh có chính ngôn mới thuận, có như thế nó mới có chính nghĩa đặc hiệu của nhân dân miền Nam, không có dính dáng gì đến miền Bắc, đến Hà Nội, và tổ chức làm thế nào trong đó có đủ mọi thành phần tham dự như trí thức, nhân sĩ, nông dân, công nhân, nghệ sĩ, tôn giáo, đảng phái, dân tộc, thiểu số, vân vân. Thế là từ cuối năm 1958, cuộc vận động được Trung ương Cục miền Nam tiến hành ráo riết, nhưng còn mỗi một băn khoăn lớn là không biết chọn ai làm chủ tịch cầm đầu cho cái tổ chức đó. Nếu đưa một cán bộ của đảng, một ủy viên Trung ương đảng thì dễ quá, thiếu gì người. Nhưng như vậy thì việc đó tự nó đã tố cáo sự vi phạm trắng trợn của Hà Nội, lại không có lợi về mặt tuyên truyền. Phải chọn một người trong giới trí thức tương đối có tiếng tăm để gây nên một tiếng vang, nhưng người đó là ai? Ai có thể chịu dám từ bỏ mọi sự nghiệp, chịu gian khổ hy sinh đến tiếng tăm mình? Nhiều người được đặt ra để vận động nhưng không thành. Cuộc vận động giữa Trần Bửu Kiếm và Nguyễn Hữu Thọ trở nên ráo riết, cũng chưa mang lại kết quả nào. Trong khi đó, Hà Nội thúc giục hàng ngày việc công bố danh sách và tổ chức Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Đến giữa năm 60, việc đưa Nguyễn Hữu Thọ ra làm chủ tịch mặt trận vẫn chưa thành. Trung ương Cục miền Nam bèn dự định chọn bác sĩ Phùng Văn Cung. Sứ giả được tung ra đi mời những đại biểu được vận động trước và chọn sẵn về dự buổi họp tại căn cứ giữa rừng sâu, gần cầu Cần Đăng. Trên đường đá đỏ Trà Băng, Trại Bí, Xóm Mới, Bổ Túc, Sóc Ông Trang, thuộc tỉnh Tây Ninh, cách biên giới Việt Nguyên khoảng 7 cây số ngàn. Nhưng vào một sáng tháng 10 năm 1960, trạm giao liên suối đá của đường dây ông cụ, tức đường giao liên đưa cán bộ từ Bắc vào Nam, tiếp nhận hai người khách đặc biệt cùng một đại đội theo bảo vệ. Họ đi từ phía sông Đồng Nai vượt qua đồi Bù Cháp, đồi Tam Cấp đến. Hai người khách đó, một người mặc sơ mi trắng cục tay quần tây xám, mang giày ba ta cưỡi ngựa, và một người mặc đồ bà ba đen đi bộ chân mang dép trâu, cả hai đều mồ hôi nhễ nhại. Dù đường đi lá rừng che phủ không lọt chút nắng và khí hậu về trưa vẫn còn gay gay lạnh.
Hai người khách được một đại đội hộ tống sáng hôm đó là Nguyễn Hữu Thọ và Trần Bửu Kiếm, Thọ đi ngựa và Kiếm đi bộ. Sau khi cả hai vào nghỉ ngơi ở trạm suối đá, nguyên đại đội trưởng của đại đội cận vệ nghĩ đến việc phân công canh gác và chỉ định mấy người khác làm công tác cần vụ để phục dịch riêng cho Thọ và Kiếm. Theo phương pháp làm việc, bất cứ ai giao, phân công ai công việc gì, cán bộ lãnh đạo phải giải thích và đã thông tư tưởng trước rồi mới giao việc sau. Viên đại đội trưởng bảo với một trong ba trung đội trưởng. Anh bảo hai ông kia cho anh em ra tập họp ngoài đường, mình sinh hoạt một tí, 5 phút thôi. Thế là cả đại đội tập họp xúm xích kẻ đứng người ngồi thành một vòng tròn bít cả lối đi. Sau khi ngoái ra sau, nhìn vào hướng nhà kiểm soát lại lần nữa, biết chắc rằng đã xa nhà, ở trong nhà không thể nào nghe được và không có ai thấp thoáng. Viên đại đội trưởng bắt đầu nhìn lướt qua mọi người. Các đồng chí có đủ mặt chưa? Báo cáo đồng chí đủ. Tiếng của các trung đội trưởng nhao nhao. Viên đại đội trưởng xoa xoa hai tay. Báo cáo các đồng chí, tôi có mấy vấn đề cần sinh hoạt thêm với các đồng chí chừng 5 phút. Và sau khi tôi trình bày, đồng chí nào thắc mắc hoặc có ý kiến gì xin nêu lên để chúng ta cùng giải quyết chung. Như các đồng chí đã biết, cách đây 2 hôm, cấp trên phân công chúng ta một công tác đặc biệt là công tác chúng ta hiện đang làm đây. Đó là bảo vệ và hậu tống hai cán bộ cao cấp từ đây về giờ. Đảng ủy chỉ thị cho chúng ta, bất cứ trong trường hợp nào ta cũng phải hoàn thành công tác được tốt. Chúng ta đã hạ quyết tâm trước đảng ủy nhận nhiệm vụ. Chúng ta đã hứa dù phải hy sinh hết cả đại đội trong trường hợp gặp địch phục kích hay tấn công bất ngờ dọc đường, thì ta cũng phải hy sinh để bảo vệ cán bộ. Vì ở trong chúng ta, đồng chí nào cũng đều biết cán bộ là vốn quý của đảng, không có cán bộ thì không ai lãnh đạo ta. Huống hồ cán bộ cao cấp thì chẳng những hy sinh 1C, 1D, 1E, hay hơn nữa ta cũng phải hy sinh để bảo vệ cho kỳ được. Các đồng chí thấy đó, tôi là cán bộ D trưởng làm nhiệm vụ C trưởng, và cho đến các đồng chí chiến sĩ trong các tiểu đội không có đồng chí nào dưới cấp bậc A phó, mà từ A trưởng trở lên. Cán bộ C nhận nhiệm vụ B và cán bộ B nhận nhiệm vụ A, và tất cả chúng ta không người nào là quần chúng, thì các đồng chí biết nhiệm vụ của chúng ta đang làm đây quan trọng biết nhường nào. Nhưng trên đường hành quân từ sáng đến giờ, tôi phát hiện có một số đồng chí thắc mắc không an tâm công tác cũng như có những câu nói không có lợi. Đáng lẽ các đồng chí đó phải bình tĩnh, chờ xem ra cuộc hội ý tổ tam tam hay tiểu đội mỗi chiều, giải quyết hoặc phản ảnh cho tôi biết chứ phát ngôn bừa bãi ngoài tổ chức như vậy thật khuyết điểm vô cùng. Cũng may cán bộ của chúng ta chưa nghe, nếu nghe được tai hại hết sức. Đấy, bây giờ đúng lúc rồi đó, các đồng chí nào có thắc mắc gì, có ý kiến gì xin nêu lên để chúng ta cùng giải quyết chung. Một người lính trẻ ngồi giữa góc bằng lăng bên kia đường nhóm dậy. Tôi có ý kiến. Mời đồng chí đại đội trưởng nói. Tôi xin nhận khuyết điểm là tôi có phát ngôn bừa bãi, nói ngoài tổ chức, nhưng quả thật đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc, tôi xin nêu lên thắc mắc đó để các đồng chí phê phán. Tôi thấy rằng chúng ta đi làm cách mạng vì giác ngộ giai cấp, giác ngộ cách mạng. Chúng ta đi chiến đấu để bảo vệ quyền lợi công nông, do đó đảng dạy ta rằng phải luôn luôn trau dồi học tập tư tưởng công nông, nắm vững lập trường đấu tranh giai cấp, những thành phần bên trên. Như tư sản trí thức, trung phú nông, địa chủ chẳng hạn, khi giác ngộ theo cách mạng, tức là đã đầu hàng giai cấp chúng ta, gột bỏ đầu óc cũ, cải tạo con người, cải tạo tư tưởng để trở thành con người mới, thể hiện hoàn toàn lập trường giai cấp công nông. Vậy tại sao đồng chí cán bộ cao cấp mà chúng ta theo hộ vệ đây lại có những tác phong phi công nông, có những cử chỉ ngôn ngữ không giống chúng ta, sợ khó sợ khổ như vậy thì biểu hiện lập trường vô sản tư tưởng công nông ở chỗ nào? Một số nhao nhao đưa tay có ý kiến, một người khác nói, tôi có ý kiến, cán bộ là người giác ngộ lập trường sâu sắc hơn ai hết, tư tưởng à. Viên đại đội trưởng khoa tay hấp tấp cắt ngang, thôi thôi các đồng chí cho tôi xin, các đồng chí chưa phát biểu hết ý kiến nhưng tôi hiểu các đồng chí sẽ nói gì. Đứng trên tư tưởng Marxist Leninist, đứng trên lập trường giai cấp và quan điểm cách mạng, tôi hoàn toàn đồng ý với các đồng chí. Chúng ta là những người tham gia cách mạng lâu rồi, chúng ta được đảng giáo dục rèn luyện. Còn với những người mới tham gia cách mạng chưa được đảng dạy dỗ thì làm sao có được tư tưởng tác phong công nông như chúng ta. Huống hồ họ là tiểu tư sản trí thức, thành phần lưng chừng, cầu an, giai cấp đối kháng với công nông. Nhưng hôm nay họ theo cách mạng, theo đảng thì phải hoan hô họ chứ.
ta phải dìu dắt họ cải tạo tư tưởng, cải tạo con người, đâu có phải một sớm một chiều, còn phải qua nhiều thử thách. Ấy là ta chưa nói đến tình hình cách mạng miền Nam hiện nay đang từ chỗ thoái trào, bây giờ bắt đầu vươn lên. Như các đồng chí đã học tập tài liệu, các cơ sở cách mạng của ta đã bị Mỹ diệm khủng bố càn quét hầu như tan rã hoàn toàn trong những năm trước đây. Bây giờ đảng đang xây dựng lại, thực hiện cuộc kháng chiến lần thứ hai. Lực lượng ta đang yếu. Chủ trương của ta là lôi kéo các tầng lớp quần chúng tham gia cách mạng, tuyên truyền vận động quần chúng hưởng ứng cách mạng. Cho nên chính sách của đảng hiện nay là chiêu cố các thành phần lớp trên. Cứ lôi kéo được một người trí thức đi theo chúng ta thì ảnh hưởng của cách mạng không nhỏ. Họ là lợi khí tuyên truyền rất đắc lực cho ta. Ta rất cần đến cái tên của họ. Vậy sao đồng chí bảo đó là một cán bộ cao cấp? Ừ, thì sẽ là một cán bộ cao cấp, nhưng chuyện đó có quan hệ gì? Đảng giao cho ta nhiệm vụ bảo vệ thì ta cứ hoàn thành, còn những chuyện khác có đảng lo. Đảng sẽ có chính sách lãnh đạo, có cách sử dụng mọi hạng người. Các đồng chí cứ nhớ nguyên tắc lãnh đạo của đảng là đủ. Cuộc cách mạng do đảng lãnh đạo, mà đảng là đảng có giai cấp công nông. Tất cả mọi giai cấp khác là đối kháng, phản động, lưng chừng, cầu an. Người lãnh đạo là ta, còn họ hay ai ta cứ sử dụng nếu họ theo ta, đầu hàng ta. Vậy thôi, các đồng chí giải tán. Tôi sẽ hội ý với các đồng chí bê trưởng rồi sẽ phổ biến cho các đồng chí biết về các vấn đề phân công sinh hoạt sau. Các đồng chí nghĩ. Cả đại đội đứng dậy, tiếng cười nói sầm sì, bàn tán nổi lên nho nhỏ, bỗng có người nói. Ê, vậy mà mình cứ tưởng ông Trung ương nào, ai ngờ mấy thằng cha trí thức ở Sài Gòn, cần gì phải tốn công đến như thế này. Viên đại đội trưởng nhìn theo nhưng không biết rõ tác giả câu nói là ai. Cả đại đội hộ tống ngoại trừ đại đội trưởng và ban chỉ huy trung đội, từ cấp tiểu đội trở xuống không một ai biết nhà trí thức đó là ai, tên gì, đảm nhận chức vụ gì. Nhưng có một điều họ biết rất chắc là nhà trí thức đó không phải đảng viên, chưa có thành tích gì, công trạng gì với đảng. Hắn được đảng chăm sóc đặc biệt thế này vì một lý do nào đó có tính cách tuyên truyền mua chuộc, đúng theo chính sách và chiến lược của đảng mà thôi. Họ cũng muốn biết rõ hơn nhưng không người nào dám hỏi. Nguyên tắc cảnh giác cách mạng theo kỷ luật của đảng đề ra bao giờ cũng phải được chấp hành đúng. Cấp trên phổ biến đến đâu hiểu đến đấy, không tò mò, vui vẻ chấp hành theo mệnh lệnh. Cho nên dù có hỏi cũng không ai cho họ biết gì thêm. Một giờ chiều hôm đó cả đoàn lại lên đường, đến sông Mã Đà vừa lúc trời nhá nhem tối. Rồi từ đó về sau họ lại tiếp tục qua lộ Ổi, sông Rạc, Phước Sang, sông Bé, lộ 13, núi Cậu, vân vân. Giữa tháng 11 đoàn về đến căn cứ ở gần biên giới Việt Miên. Trong buổi tiệc tối được người ta mệnh danh là buổi tiệc họp mặt của Ủy ban Vận động Đại hội Nhân dân miền Nam, Nguyễn Hữu Thọ được Trần Bổ Kiếm giới thiệu cùng mọi người. Thưa quý vị, hôm nay tôi rất sung sướng và hân hạnh được giới thiệu với quý vị. Đây là luật sư Nguyễn Hữu Thọ, linh hồn của phong trào hòa bình 54, mà bọn thực dân Pháp và Mỹ Diệm cúi đầu kính nể sợ hãi, nhiều phen âm mưu sát hại nhưng không sao sát hại được. Và trong ủy ban vận động của chúng ta, luật sư cũng là người góp nhiều công trạng nhất. Tiếng vỗ tay đôm đốc vang lên một lúc lâu, Nguyễn Hữu Thọ rất xúc động trước sự quan tâm săn đón nồng nhiệt mà người ta đã dành cho mình, cho nên Thọ làm sao nhận thấy một vài phản ứng kín đáo, tế nhị của những người ngồi ở cuối dãy bàn. Qua những đôi mắt nhấp nháy và đôi mày nhíu lại, những phản ứng đó đã nói lên, sướng chứ ông, được thổi phồng lên như thế nó hả hê cái vong linh của ông lắm phải không? Chứ thật ra ông cũng chả làm được cái gì cho đại cuộc. Cách mạng của ông là loại cách mạng sa lông, chứ công lao hãng mã là của tuổi này đây, từng gian khổ từng bào sinh ra tử nhọc nhằn đủ thứ, ông mà vận động gì ai? Người ta vận động ông thì có. Những người ngồi ở cuối dãy bàn, người ta nhìn thấy có ông Ngọc Kỳ, kỳ ủy đảng Dân Chủ, Trần Bạch Đằng tự Năm Méo, cán bộ Trung ương Cục, cựu chủ tịch Ban Chấp hành Thanh niên Cứu quốc Nam Bộ, Trần Hữu Trang, soạn giả cải lương Sài Gòn, Nguyễn Thị Tú, tức Ba Tú, ủy viên Ban Chấp hành Phụ nữ Cứu quốc Nam Bộ, Điền Chủ Cần Thơ, vân vân.
vì Nguyễn Hữu Thọ và Trần Bổ Kiếm là người đến sau cùng, trong khi mọi người đã đến trước. An Tỏa đâu vào đấy nên tất cả đứng dậy đến bắt tay Thọ, mỗi người một câu chúc tụng bốc thơm đến tận trời, rất ư là cung kính với cái cung cách ngoại giao. Từ trước Thọ chưa biết tên biết mặt một ai trong ủy ban vận động, ngược lại chẳng ai biết mặt mũi Thọ, nó tròn nó méo ra sao, nên Kiếm phải giới thiệu từng người. Đây là bác sĩ Phùng Văn Cung, đây là kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, đây là bác sĩ Mười Năng, đây là anh hai chủ tịch Thường Vũ Lâm thời Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam, đây là anh Tư Thắng, tổng thư ký Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng, đây là anh Trần Công Khanh, chỉ huy trưởng các lực lượng vũ trang và bán vũ trang, đây là thiếu tá Thiên, tư lệnh lực lượng Bình Xuyên Ly Khai, đây là thiếu tá Mừng, tư lệnh lực lượng Cao Đài Ái Quốc, rồi dân dân và dân dân, một lô gần 12 người được Trần Bổ Kiếm giới thiệu cho hết đến với những danh vị đao to búa lớn nổ như pháo cối. Thì ra cũng có cả anh hùng Hảo Hấn, Bình Xuyên, Cao Đài, Ly Khai mà riêng Nguyễn Hữu Thọ thì ngỡ là đã tan xác từ lâu rồi. Chỉ cần nhìn qua đôi mắt của Thọ, ai ai cũng thấy rõ điều đó, vì khi Kiếm giới thiệu đến mấy tay này thì Thọ mắt tròn xoe. Và cũng chính sự ngạc nhiên đó tố cáo sự không biết gì của người góp nhiều công trạng nhất trong ban vận động theo lời Kiếm đã giới thiệu. Như bất cứ tiệc tùng nào được tổ chức trên trái đất này, buổi tiệc tối hôm đó cũng được giới thiệu rồi đọc đích cua ứng khẩu ca tụng bốc thơm. Người đứng ra ứng khẩu lại là Huỳnh Tấn Phát chứ không phải là Trần Bổ Kiếm, phát nhân danh ban tổ chức của ủy ban vận động đại hội. Nguyễn Hữu Thọ được mời ngồi ở đầu bàn, chứng tỏ sự chiêu đãi và dụng ý của những người có quyền thế trong nhóm này. Nếu là người không phải trong tổ chức của họ thì Tết mới rõ ai là người có quyền thế, là linh hồn, là người quyết định mọi việc ở đây. Người đó là người nhũng như con chi chi, ít ăn ít nói nhất, chỉ biết ngồi nghe và thỉnh thoảng chỉ nhếch mép cười nụ cười một cách hiền hòa và từ tốn. Cái tráng sói bóng nhoáng qua ánh đèn măng sông, người đó là anh hai chủ tịch Thường Vũ Lâm thời Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam. Anh em thường đặt cho cái tên là anh hai chủ tịch xe ngựa. Người mà cách đấy một tháng đã đánh điện về Trung ương Đảng Lao động Hà Nội thỉnh thị việc kết nạp Tư Thiên, thiếu tá Bình Xuyên vào Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam. Vì lý do Tư Thiên đầu bò đầu bú, quen theo cái tánh trời đất của Bình Xuyên khó lãnh đạo, không sao kiểm thảo được y, nhất là dưới tay y có một đại đội vô kỷ luật, vô tổ chức không chịu được. Chiều chuộng mua chuộc mãi chịu đựng đến mức cùng rồi, anh hai chủ tịch xe ngựa đã thỉnh thị Bộ Chính trị về trường hợp bắt buộc phải nhuộm đỏ linh hồn trong trường hợp đặc biệt cho tay anh hùng Lục Lâm này. Sau mấy lời mở đầu phát mời mọi người nâng ly, buổi tiệc bắt đầu. Đến bây giờ Thọ mới để ý thấy ly rượu khai vị ở giữa chiến khu xa thẳm toàn cây với lá là loại rượu sâm banh. Thọ ngạc nhiên quá đỗi quay sang Kiếm. Mình ở đây có cả thứ này nữa sao anh? Lại được ướp lạnh. Kiếm cười. Kỳ công này là của anh hai đó. Kiếm quay sang phía anh hai chủ tịch xe ngựa để giới thiệu lần nữa. Kiếm tiếp. Cách mạng giống dĩ là mới lạ. Anh sẽ thấy có nhiều cái lạ hơn nữa mà anh không ngờ tới. Có gian khổ tất phải có vinh quang. Tuy là mình ở giữa rừng sâu núi thẳm, đúng là giữa nơi đèo heo hút gió khỉ ho cò gáy, nhưng mình không thiếu gì thứ đâu anh. Cá nhân mình muốn thì khó, chứ tổ chức muốn cái gì cũng dễ dàng. Rượu sâm banh do mấy người bạn ở Sài Gòn gửi biếu, còn úp lạnh thì chả là ở gần đây mình có một cái xưởng dược. Ở đó có tủ lạnh chạy bằng dầu hôi, họ sản xuất cho mình một số nước đá có khó chi. Mình uống rượu này anh có cảm tưởng gì? Không khác gì uống ở Majestic hay Continental chút nào. Thọ cười, phục mấy anh thật, phục anh hai vô điều kiện đó anh hai. Ông chủ tịch xe ngựa cũng cười một cách hiền hòa từ tốn, nhưng không quên đề cao vai trò lãnh đạo của đảng. Tôi không dám nhận lời khen của anh đâu, tự bản thân tôi thì không lập nên trò gì, cũng như trụ này không phải nhờ tôi mà có. Thật ra là do các đồng chí ở Sài Gòn gửi về cho chúng tôi để phục vụ đảng trong những lúc tiếp khách quý như hôm nay. Huỳnh Tấn Phát tiếp theo. Ê, qua màn khai vị mình còn mấy chai mặt tem. Nhân danh ban tổ chức xin báo cáo với mấy anh được rõ.
Về phần thực đơn hôm nay toàn là sản phẩm đặc biệt của núi rừng, uống rượu thú lắm, chắc anh Thọ chưa ăn thịt mỡn thịt cong gà rừng chứ, tuyệt lắm anh. Dạ dạ chưa, Thọ nói. Thú rừng ở đây nhiều lắm, không thiếu gì, nhiều đến nỗi mình có cảm giác như thú vật ở nhà, muốn ăn chừng nào thì bắt chừng ấy. Hàng ngày đi thăm bẫy thôi, không cần phải đi săn, thịt ăn cũng không hết rồi. Hôm nay xin đãi anh cái món gỏi thịt cong, gà lôi rừng, rô ti và thịt mỡ nấu gà ru. Tập thứ nhất đến đây chấm dứt, xin mời các bạn tiếp theo tập thứ hai.